Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tân Đức nhận quyết định quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Xem xét các dự án nhà ở xã hội, nông nghiệp công nghệ cao. Định quán mất trắng 1845 tấn cá bè, cảnh báo lũ lớn. Sẽ có phương án phân luồng giao thông qua công trình chống ngập cầu Đồng Khởi. Phóng sự vừa khởi nghiệp đã lo làm thương hiệu. Sáng 2 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 cho đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Theo quyết định số 908 Thủ tướng Chính phủ giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Võ Tấn Đức cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Tấn Đức cho biết đây là niềm vinh dự cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực để hoàn thành tốt trong thời gian tới đồng chí thể hiện quyết tâm sẽ nỗ lực phấn đấu cùng với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh tập thể thường trực và các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ mục tiêu mà nghị quyết đảng bộ hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra trong năm 2023 phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ chúc mừng đồng chí võ tân đức nhận nhiệm vụ quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bí thư tỉnh ủy nguyễn hồng lĩnh mong rằng với phẩm chất trách nhiệm đồng chí võ tân đức sẽ đoàn kết phát huy trí tuệ trách nhiệm của tập thể ban cán sự đảng tập thể thường trực và các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng mong muốn ban Thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh luôn ủng hộ, đoàn kết giúp đồng chí Võ Thấn Đức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành mục tiêu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Sáng 1 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi làm việc với tập đoàn KN Investment Group và công ty cổ phần tập đoàn Kim Oanh về đề xuất thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các dự án nhà ở xã hội. Theo đó, tập đoàn KN thuộc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Go Long Thành đề xuất thực hiện 4 dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Long Thành và Cẩm Mỹ. Dự kiến sẽ đóng góp cho ngân sách của tỉnh là gần 1,5 nghìn tỷ đồng mỗi năm và mang lại giá trị xuất khẩu ước tính trung bình khoảng 586 triệu đô mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động. Còn công ty cổ phần tập đoàn Kim Anh có kế hoạch thực hiện đầu tư các dự án nhà ở xã hội tại huyện Nhân Trạch, Trảng Bom và thành phố Biên Hòa. Dù vậy, doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án này trong thời gian qua và mong muốn được tỉnh tháo gỡ. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh hoan nghênh ý tưởng của doanh nghiệp khi góp sức cùng địa phương xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp và làm nông nghiệp công nghệ cao. Quan điểm của tỉnh lựa chọn nhà đầu tư phải công khai minh bạch về ý tưởng lẫn năng lực của doanh nghiệp còn các khó khăn vướng mắt mà các doanh nghiệp đang gặp phải thì bí thư tỉnh ủy đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh các sở ngành phối hợp cùng công ty tiếp tục ra soát lại các vấn đề về thủ tục pháp lý năng lực tài chính kinh nghiệm của doanh nghiệp để có quyết định phù hợp Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Định Quán, ước tính đã có 1.845 tấn cá nuôi lồng bè của 38 hộ dân bị thiệt hại, số tiền ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài ra đã có 11 căn nhà bị ngập, một nhà kho bị sập hoàn toàn, một căn nhà bị tốc mái, gần 200 hecta đất trồng lúa và cây lâu năm bị ngập úng. Nhiều hộ dân bị ngập lụt phải di rời đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng làm ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trũng của các xã Phú Hòa, Gia Canh và thị trấn Định Quán lực lượng chức năng huyện Định Quán đã khẩn trương di rời người và tài sản trong khu vực nguy hiểm, yêu cầu các hộ nuôi cá khẩn trương di chuyển lồng bè neo đậu vào các vị trí an toàn. Dự báo của Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, mực nước sông Đồng Nai còn tiếp tục dâng lên, cảnh báo nguy cơ ngập lụt và khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm. Do đó các địa phương cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết thiên tai trên các bản tin dự báo để thông báo hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với lũ gây ngập sạt lở bờ sông phòng tránh thiệt hại. Ngày 1 tháng 8, Ban quản lý dự án thành phố Biên Hòa có buổi làm việc với ban an toàn giao thông tỉnh cùng các đơn vị địa phương liên quan về việc phân luồng giao thông tại khu vực thi công công trình chống ngập tại đường Đồng Khởi, thuộc phường Tân Phong và phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa. Qua kiểm tra thực tế tại khu vực thi công công trình chống ngập nói trên trong 2 ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8, đã ghi nhận tình trạng các phương tiện lưu thông khó khăn, di chuyển chậm. Nguyên nhân là do hiện đơn vị thi công đang rào tôn để thi công nạo vét mương khiến mặt đường bị thu hẹp. Dự kiến đến ngày 3 tháng 8 Phương án phân luồng giao thông chính thức sẽ được công bố rộng rãi để người dân chọn lộ trình di chuyển an toàn, hạn chế ung um tắc, mất an toàn tại khu vực đang thi công. Sau 3 năm miệt mài đi học kỹ thuật chuyên ngành, anh Nam khởi nghiệp với nghề nuôi đông trùng hạ thảo bằng nhộng tầm sống. Mỗi tháng, cơ sở này cung cấp 10kg khô ra thị trường, thu về từ 30 đến 50 triệu đồng sau khi trừ hết các chi phí khác. Anh Nam cho biết sẽ mở rộng diện tích nuôi cấy, nhưng để sản phẩm sớm có tiếng nói trên thị trường thì cơ sở đã làm chứng nhận OCOP 3 sao cho sản phẩm này. Qua bán test thử nghiệm ở những trung tâm kiểm nghiệm chất lượng của tỉnh Đồng Nai là hầu như là đã đi test là đã được chứng thực. Thứ hai nữa là do phản ánh của người dùng. Người ta dùng, người ta phản hồi, phản ánh lại thì mình cảm nhận được liền tại vì cái đông trùng của mình nuôi bằng nghiệm tầm á, là khi mà mình pha nước mình uống vào pha nước sôi uống vào á thì người ta uống vào là người ta cảm nhận được liền nó sự khác biệt giữa hai loại luôn nhìn vào mắt nếu mà mình nhìn vào mắt thường mình cũng nhìn cũng phân cũng phân biệt được luôn tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm có công việc ổn định nhưng anh Tuấn Anh đã bỏ việc về quê ở xã Xuân Đông huyện Cẩm Mỹ khởi nghiệp với nghề trồng nấm mối đen chịu khó học hỏi sau vài năm anh đã tạo dựng được hai trại nấm mối đen với diện tích mỗi trại 60 mét vuông sau khi trừ các chi phí mỗi tháng, Tuấn Anh thu được khoảng 80 đến 90 triệu đồng. Nấm được trồng theo phương pháp hữu cơ không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Đến nay Tuấn Anh đã hỗ trợ kỹ thuật cho 6 hộ ở địa phương, đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình để thành lập hợp tác xã và tạo thương hiệu riêng. Địa phương đang hỗ trợ em làm cốp để mình tạo được cái cái cái, cái, cái uy tín thương, sản phẩm cho địa phương và mình sẽ thành lập được cái hợp tác xã đó để mình cung cấp cái nguồn nắm ổn định và tạo được cái giá trị kinh tế cho địa phương mình. Để đạt được chứng nhận OCOP, các cơ sở phải làm hồ sơ với nhiều tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng hàng hóa khi đưa ra thị trường. Dù mới khởi nghiệp nhưng hiện nhiều bạn trẻ đang nghĩ xa hơn, đó là cần phải làm thương hiệu cho sản phẩm của mình. Chương trình mỗi sáng một sản phẩm OCOP đang là cơ hội giúp nhiều bạn trẻ ở nông thôn thử sức để sớm đạt được hoài bão trên hành trình khởi nghiệp.